xin chào tất cả mọi người, lại là em đây. Em xin tự giới thiệu, em là Hạnh, nhân viên của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới cả nhà một số mẫu dao thái lọc nhá. Mã sản phẩm này thì dáng nó sẽ giống nhau này, lưỡi dáng nó sẽ giống nhau, nó sẽ khác nhau về một số là điểm nhấn nhá nhá các chị nhá. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới cả nhà bốn dáng dao, mã sản phẩm là G14 nhé. G14 của nhà em thì em sẽ giới thiệu lần lượt từng mẫu nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu mã sản phẩm bản trơn nha các chị nhé. Đây, mã sản phẩm là G14 này. Đó, em này thì mình sử dụng để thái, để lọc rất là tiện lợi nhá. Đó, lưỡi nó sẽ hơi cong một chút này, và nó thuôn dần về phần mũi dao. Cái phần này, phần bụng dưới này thì mình có thể dùng để thái này các chị nhé. Thái này, và cái mũi này mình sử dụng để lọc, lọc rất bén và rất ngọt thịt nhá. Và nó cong như vậy thì nó rất là bén thịt luôn. Mình lọc thịt này, thái rau củ quả rất là tiện lợi nha. Và cái bản này thì được rất là nhiều anh chị nhà hàng hay là nhiều bác làm hàng rất là ưng cái dáng này này. Và cái độ dày của sống lưng này nó sẽ rơi khoảng 1,5 ly nhá. 1,5 ly ạ. Đây. Cán ốp phun tang, chốt 3 đinh đồng chắc chắn nhá. Và cái cán này thì vân nó sẽ hơi uốn một xíu này. Cán gỗ cầm chỉ nhá. Cán gỗ cầm chỉ và vân nó sẽ hơi uốn nhẹ một chút này. Đó thì mình cầm nó rất là êm tay và nó rất là đầm tay nhá. Đây ạ. Đó, và em này có giá là 279.000 thôi, 279.000 nhá. Bản trơn, mã sản phẩm là G14. Bản trơn, 279.000 nhá. Tiếp theo thì cũng vẫn là cái dáng dao đấy này. Nhưng mà mã này thì sẽ được đánh hoa văn một mặt nhé các chị nhá. Hoa văn này sẽ là hoa văn kiểu đánh kiểu ô chám á. Nó sẽ kiểu, nó nhìn thì nó sẽ hơi giống cái vảy cá. Nó sẽ đánh chám chám này, nhìn rất là đẹp mắt. Và nhìn nó rất là hút mắt nha các chị nhá. Và cái lưỡi của nó thì sẽ rơi vào khoảng 17 đến 17,5 cm ạ. Và độ dày sống dao của mẫu này sẽ rơi vào khoảng 1,5 đến 2 ly nhá. Em này mình sử dụng để thái, để lọc rất là tiện lợi này. Cán là gỗ cầm chỉ này, mỗi em thì nó sẽ lên một cái vân khác nhau. Riêng 4 mẫu ở đây thì cái vân nó đã khác nhau rất là nhiều rồi đấy ạ. Đó, gỗ cầm chỉ vân rất là đẹp luôn này. Đây, sẽ để lại cận cho mày xem. Đó, uầy, đẹp chưa? Mã sản phẩm là G14X nhá. G14X này có giá là 329.000 nhá. Cái bản đánh hoa văn này giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút ạ. Giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút là 329 ạ. Đó. Đánh hoa văn này thì ngoài cái tác dụng là nó nhìn con dao nó hút mắt hơn và nó đẹp hơn ấy. Nó đẹp hơn, nhìn con dao nó sang lên. Thì khi mà mình sử dụng để thái, để lọc thì nó còn hạn chế được cái thực phẩm mà nó bám trên cái lưỡi dao nữa nhá các chị nhá. Mã sản phẩm là G14X có giá là 329.000. Tiếp theo thì nó cũng là một cái bản đánh hoa văn này. Nhưng mà hoa văn này nó sẽ là kiểu chấm bi, chấm tròn tròn á. Nó sẽ khác với hoa văn này một chút đấy ạ. Đây, đó. Em giơ hay coi lại cho cả nhà xem này. Cái dáng dao thì nó sẽ tương tự nhau nhá. Đấy, nó chỉ khác nhau cái hoa văn thôi. Và cái hoa văn này thì mã nó sẽ khác. Nó sẽ là mã là G14T ạ. G14T có giá là 329.000 nhá. 329.000, mã sản phẩm là G14T. Có rất là nhiều sự lựa chọn cho cả nhà mình. Mình thích bản trơn hay là hoa văn trần chám hay là hoa văn chấm chấm bi bi thì cũng có nhá. Rất là nhiều dáng ạ. Đây, tiếp theo là cũng là cái dáng đánh hoa văn. Nhưng mà em này thì có một cái nét đặc biệt là nó sẽ có vỏ nhá. Các bác mà thích có vỏ là bên em có vỏ luôn cho cả nhà mình nhá. Mình dùng để trang trí rất là đẹp nha. Cái dáng vỏ này, ui dồi ôi, cái vân vỏ đẹp chưa. Ui dồi, nó bị out nét rồi. Đây, ui dồi ôi, xuất sắc luôn. Đây, em sẽ cho ra vào vỏ cho cả nhà xem này. Ui, cái vỏ này cũng rất là đẹp luôn. Thực sự luôn ấy ạ. Em này vừa mới xong một cái, em thấy là em phải lên clip em khoe ngay với cả nhà nhá. Ui dồi ôi, vỏ này nó lên vân đẹp và đều hai bên luôn đấy ạ. Đẹp nhức nách luôn. Em sẽ cho ra vào vỏ nhá. Đây, nó sẽ có một cái đinh ở đây để khi mà mình cho ra vào mình nhìn. Đây, cho ngược. Đây nhá. Và mình sẽ chốt lại bằng cái đinh này này. Đó.
khi cho vào vỏ thì nó sẽ là dáng, nó sẽ là như này nhá các chị nhá. Đẹp quá. Đẹp, thực sự rất là đẹp. Em nhìn em còn mê nữa. Đây này. Ôi dồi ôi. Em này cái giá thì khả năng mang đi đấu giá mất. Nhưng mà thôi, giá này sẽ là 629.000 nhá. Thêm vỏ là nó sẽ thêm 300.000 này. Thêm 300.000 mà có được cái vỏ nhức nách luôn. Nhận hàng về là không có gì để không hết nước chấm luôn đấy ạ. Đó, mã sản phẩm là G14TVG, có vỏ nhá các anh chị nhá. Mình lấy lưỡi, mình riêng cái phần lưỡi là 329.000, thêm cái vỏ thì nó sẽ là 629.000 nhá. Bác nào mà sau khi xem cái clip này xong của em mà mình gọi điện nhanh nhanh thì khéo, thì khéo nhanh nhanh thì vẫn còn là cái mẫu này nhá, còn chậm thì là em nghĩ là vẫn có nhiều mẫu khác, nhưng mà vỏ thì nó sẽ không có một cái em thứ hai mà nó lên vân đều và đẹp như thế này đâu ạ. Đó, rất là đẹp nhá các anh chị nhá. Ôi dồi ôi, đẹp quá. Em đó, tất cả các sản phẩm của nhà em thì đều được đánh dập dòng chữ HTI ra Phúc Sen nha. Đó, đánh dập dòng chữ HTI ra Phúc Sen này và có tem chống giả. Mình có thể quét bằng phần mềm iCheck hoặc là Zalo để ra sản phẩm của nhà em á. Và mình nhận hàng thì mình được xem hàng trước khi thanh toán đúng mẫu này và đủ số lượng thì mình nhận nhá. Và miễn phí ship nhá, bên em sẽ miễn phí ship đối với tất cả các đơn hàng có giá trị trên 250.000 nhá. Miễn phí ship này, nhận hàng, mở hàng ra xem toán, ra xem trước khi thanh toán. Ngoài ra thì bên em có bảo hành 1 năm đối với tất cả các sản phẩm mà do lỗi của bên em, ví dụ như là mình sử dụng con dao mà nó bị răm này, bị mẻ lưỡi này, gãy cán này. Đó, bất kỳ một cái lỗi làm gì thì gửi lại bên em bảo hành thì bên em sẽ mình ra bưu điện mình gửi, hoặc là bên em sẽ cho bạn shipper, bạn ấy đến lấy tận nhà và gửi về cho bên em. Và sau khi hoàn thành bảo hành xong, bên em sẽ gửi lại cho mình nhá. Và không mất bất kỳ chi phí nào nhá các anh chị nhá. Đó, bảo hành 1 năm nhá. Ngoài ra thì bên em có chính sách là đổi trả trong vòng 7 ngày. Trong vòng 7 ngày đầu tiên mình sử dụng mà mình cảm thấy không ngưng nghỉ hay là da có vấn đề gì thì mình có thể là liên hệ lại với bên em để mình đổi sang mã khác hoặc là đổi hàng trả tiền nhá. Nên là các anh chị mình hoàn toàn yên tâm khi mua sắm tất cả các sản phẩm da của nhà em nhá. Đó, vừa rồi thì em vừa giới thiệu tới các chị một số một cái dáng dao lỏng mà có rất là nhiều kiểu dáng nhá. Bản trơn này, bản hoa văn này, đó có hai dáng hoa văn và có vỏ này nhá. Các anh chị mình ưng cái mã sản phẩm nào thì mình gọi tới hotline 0987240733 nhá. Em có để cái số điện thoại của bên em ở dưới cái phần mô tả. Các anh chị nhớ liên hệ hoặc là nhắn tin Zalo nhá. Đó, rất là đẹp luôn, rất là nhiều mẫu luôn. Và từ một con dao đi rừng, em xin lỗi, từ một con dao bếp thì mình có thể hô biến thành một con dao đi rừng trong vòng một nước nhạc nhờ cái vỏ này, hoặc là mình sử dụng để treo trang trí rất là tiện lợi nhá. Còn cái clip này thì em cũng xin phép dừng tại đây. Cảm ơn các chị đã theo dõi clip của bên em, và các chị mình nhớ đăng ký kênh, ấn like và ủng hộ bên em nhá. Sắp tới thì bên em sẽ ra rất là nhiều những cái sản phẩm mới hơn, độc hơn, lạ hơn, và nhiều cái chương trình tri ân dành cho tất cả các chị khi mà mình đăng ký kênh hoặc là tham gia hội nhóm của bên em là nhóm Dao Phúc Sen. Dao Phúc Sen ở trên Facebook nhá các chị nhá. Đó, có bên em có bán ở trên tất cả các sàn thương mại điện tử như là ở Shopee này, Lazada này, Sen Đỏ và là Tiki nhá. Đó, lựa chọn ở trên đó hoặc là trên website đặt hàng trực tiếp trên website giaophucsen.com hoặc là HTX Dao Phúc Sen nha. Và bây giờ thì em xin phép dừng cái clip tại đây ạ. Cảm ơn các chị.